Trần. Đấy. Ok rồi, ok rồi. Cái nhà thân mến A Pao và một cái anh của A Pao đây đang sửa chữa đồ nghề quay phim đấy, chân quay tạm thời đấy. Rồi, hiện tại là đang dùng tạm đấy, đồ dùng tạm vẫn ngon đấy, đấy vẫn cứng ngắc luôn đấy, khó vãi lèng luôn, khó vãi lèng, khó vãi nhìn. Đấy, bây giờ hai anh em sẽ chuẩn bị thu thanh ca khúc của một người anh của A Pao ở quê, đó là ca khúc Hương Sắc Đình Sen. Bây giờ tranh thủ thu, muộn rồi. Đúng rồi. Bây giờ đang đến giờ ăn cơm rồi mà còn chưa thu xong. Mà muộn này thì không thu thì đến mai thu có khi là anh lại bận. Đấy, bây giờ tranh thủ thu cả nhà nhé. Mai anh đi bán muối rồi. Mai anh đi bán muối rồi. Bây giờ là sẽ đặt máy đây. Cán bộ cho cái này để A Pao cho vào cái. Ừ, rồi. Đây, cho nó ra. Đây. Hùng. Cho ra đây, giày hỗ trợ hết mức chứ này. Đấy, làm thế nào cho nó vào là được rồi. Rồi, được nhá, yên tâm nhá. Thế là được nhá. Rồi bây giờ là em vào nhá, anh nhá. Rồi. Go, 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 nhanh. Cho ngoài này to một tí nhá. Rồi. Khán giả nghe nhá. Rồi bây giờ sẽ chương trình thu bắt đầu cả nhà nhé. Lê. Dạ, ok rồi, anh. Rồi. Từ đầu nha. Những gì mình
giữ lấy tô đẹp cho quê quanh sông sâu hiểm trở, đường quanh co gập ghềnh nhiều suối. Bên núi bên sông có mái đình sen, năm 30 cao trào Xô Viết, đình sen nổi dậy máu chiến sĩ anh hùng cách mạng đã ngã xuống nơi đây. Làng trên xóm dưới ven sông cùng đứng lên, ngọn cờ Phất có hôm nay về nơi đây, những dòng người vui trong ngày hôm tay gái sắc đua nhau nụ cười duyên, em đón anh về mừng đình sen đón bằng di tích di sản quý cha ông để lại, là những gì mình có hôm nay, những gì mình giữ cho quê hương, những gì mình giữ lấy tô đẹp cho non sông. Chắc là sửa một câu thôi, để cái câu gì nhỉ, câu đoạn gian ấy, người quê tôi bao đời làm lụa suốt. Anh xem demo là bao hay là suốt? Bao đời làm lụa, em là suốt đời. Hát lại, người quê tôi bao đời làm lụa, lại nhé. Chảy xiết người quê tôi bao đời làm lụa, được nhé, bao đời nghe ổn nhé, để nghe lại. Chữ bao to quá không nhỉ? Tôi. Dạ. Sao câu cuối bị đuối sao anh ạ? Câu kết ấy. Câu cuối của bài ấy, của kết bài ấy. Non. Đấy. À thế, ổn không? Có phải hát lại không? Lại không? À được rồi. Thế thôi nhá, không phải thu nữa đúng không? Rồi.
Rồi. Lắm luôn. Rồi, xong rồi cả nhà. Ui, 117, 71 người đang xem. Ui, đông thế. Nãy là 270 mấy mà. Rồi. Cả nhà ơi, hôm nay tranh thủ ngoài dự toán, ngoài dự tính, hai anh em lại gặp nhau. 204 Trần Duy Hưng. Không có râu. Hôm nay mới cạo râu. Mà hôm nay là ai báo là mặc bộ đồ này nhá. Bộ đồ là áo sơ mi quần tây nhá, rất là hợp với lại bài luôn nha. Ôi giời. Rất là hợp luôn. Nhìn tưởng là sinh viên đại học luật năm thứ nhất. Đâu là sinh viên học gì? BIDV. BIDV. Ngân hàng BIDV. Rồi, cả nhà bây giờ là ca khúc tạm thời thu demo xong rồi, bây giờ chờ mic thôi. Đấy, chờ ai mà muốn có những bản thu hay thì nhớ về trở về 204 đấy, Trần Duy Hưng anh nhỉ. Đúng rồi. Liên hệ với là anh Quang hoặc là anh Trinh già nhé. Anh Trinh già. Anh có già đâu, trẻ như thanh niên. Anh này là U50 rồi em ạ. Rồi, nhưng mà nhìn như thanh niên học sinh cấp 3 cả nhà nhá, sinh viên năm thứ nhất đại học luật nhá. Rồi, báo xin phép được khép lại video đây. Ai mà cần thu thanh thì alo theo số của anh Quang hoặc là anh Trinh già, Trinh trẻ. Đấy, báo sẽ bắn số lên cho cả nhà cùng. Anh hiện tại chưa có người yêu, chưa có người thương, vẫn là trai tân, đang đi tìm người yêu đây. Chào cả nhà nhá, cả nhà chờ đợi MV nhá.